Tôi hoàn thành xong nhiệm vụ của Marie nữa là rồi này. Hello. Hoàn thành xong rồi ra. Thật đấy hả? Không phải đang nói dối đấy chứ. Nếu nói cái nhiệm vụ đau khổ năm cơ mà chẳng có cách nào để hoàn thành nó cả. Cứ nói minh tinh thế em. Mới không qua được đó. Tôi có nhận được một kỹ năng mới cơ. Hello. Về trang chủ hội nhập của Hàn Quốc rồi gửi lời mời kết bạn. Bây giờ thì có sau khi tôi đồng ý đấy. Haha. Tôi tưởng mọi người ấy không qua được nhiệm vụ đó bởi vì cái cả có đánh chúng Marina thì máu của bà ta cũng không giảm cơ mà. Nó là bởi vì đó không phải là cơ thể thật của bà ta. Nếu như đó bức tường của hành động thì sẽ có một nơi bị ẩn ở bên trong và cơ thể của Marina thì nằm ở đó. Phải tấn công vào đấy thì mới gây được sát thương được. Tôi nói với mấy người anh bởi vì đấy là nhiệm vụ nó một lần nên không có nào chơi được nhiệm vụ đó được đâu. Haha. Cái gì? Tôi không biết nếu cứ tấn công bà ta một tuyến miền,